Rất vui được gặp lại các bạn trong một cái chủ đề tiếp theo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến máy đọc sách nha. Và như mình đã hứa thì hôm nay mình sẽ trên tay, sau đó mình sẽ tặng chiếc Pocketbook Verse Pro Color này. Đây sẽ là một chiếc máy đọc sách với màn hình màu cũng như là một kích thước rất là nhỏ gọn. Nội dung của cái game tặng máy này mình sẽ nói vào cuối video, còn bây giờ thì mình sẽ đánh giá cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình với chiếc máy đọc sách này. Đầu tiên về mức giá thì Verse Pro Color đang được bán với giá đâu đó khoảng độ dưới 5 triệu và cảm ơn Digibook đã tài trợ cho cái chương trình chơi game của mình. Nếu anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về những cái máy đọc sách của Pocketbook thì hãy tham khảo trên trang web của Digibook nha. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái thiết kế của Verse Pro Color. Ngay từ bên ngoài cái màn hình chờ này thì chúng ta sẽ thấy là một số những đặc điểm nổi bật của cái máy này. Đầu tiên là nó có cái kích thước màn hình là 6 inch mà thôi. Và đây là một cái tầm kích thước nhỏ gọn này, tức là nó tương tự như chiếc Book Go 6 mà mình đang sử dụng. Tóm lại thì đây là một trong số những cái máy rất là nhỏ gọn mà các bạn có thể tìm mua. Khi mà mình đặt cạnh chiếc Book Go 6 thì nó sẽ không nhỏ bằng, bởi vì các bạn thấy là phía dưới nó sẽ có một cái phần báng nó nhô ra. Ở đây là đặt những cái nút cứng này. Nhưng mà về cơ bản thì mình vẫn có một chiếc máy rất là gọn nhẹ ở đây. Xung quanh cái phần thân này thì các bạn thấy là Pocketbook trang bị cho nó một cái khung bằng kim loại và nó có thiết kế rất là xịn nha. Đây là một trong số ít những cái máy đọc sách mình thấy nó có cái cảm giác xịn và cao cấp như vậy. Trên thực tế thì những cái máy đọc sách từ Kindle, Kobo hay là của Books á, thì nó đều có một cái thiết kế khá là đơn giản, ngoại trừ một số dòng cao cấp như chữ Oasis chẳng hạn. Còn lại thì nó đơn giản lắm, nó chỉ có một màu đen, khung bằng nhựa. Nhưng mà với những cái sản phẩm của Pocketbook thì mình thấy được cái sự chỉn chu và nghiêm túc trong cách mà họ thiết kế. Nó là một cái máy rất là điệu đà cũng như là có điểm nhấn. Các bạn thấy là cái phần xung quanh là khung kim loại màu hơi xanh một chút và phía mặt sau được làm bằng nhựa với những cái vân dọc như thế này. Cái chiếc Pocketbook đầu tiên mình sử dụng đó là Air thì cái ngôn ngữ thiết kế đó đã được Pocketbook mang lên chiếc Verse Pro Color này. Chúng ta thấy là phía dưới này, các bạn để ý cái phần mà nó có những nút cứng ở đây á, có những cái đường vát ở đây, nó tạo một cái điểm nhấn rất là hay cho sản phẩm. Nhìn vào là chúng ta đã biết đây là một cái đọc sách của Pocketbook rồi, tức là cái sản phẩm nào nó cũng sẽ có một cái kiểu thiết kế như thế này, với những cái đường nó vát cong và chéo cũng như là những cái nút nó có thiết kế lượn sóng ở đây. Bốn cái nút cứng thì các bạn thấy là nó không chỉ là một cái nút nhô lên đâu nha, mà nó có một thiết kế rất là hay, uốn lượn như là những cái dải sóng vậy. Ở phía dưới đây chúng ta sẽ có một cổng USB-C, đó là cái cổng kết nối duy nhất. Chúng ta sẽ không có loa ngoài hay là thẻ nhớ ở trên chiếc máy này. Dĩ nhiên là chúng ta có thể nghe được sách nói với Pocketbook Verse Pro Color, nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái tai nghe cắm vào cổng C hoặc là qua kết nối Bluetooth. Đây là màn hình không được phủ gương và nó là một cái màn hình lõm, tức là tất cả những nội dung mà chúng ta nhìn thấy nó sẽ trực tiếp ở trên màn hình. Nó không thông qua một cái lớp kính bảo vệ nào hết, cho nên là cái chất lượng cũng như là cái trải nghiệm nội dung của cái máy này khá là tốt. Tuy nhiên với những ai kỹ tính thì chúng ta sẽ thấy là có một số điểm mà chưa hài lòng với cái màn hình này. Đó là khi mà tôi nhìn nghiêng xuống như này, đó nhìn nghiêng thì mình sẽ thấy được cái phần tiếp giáp, cái kẽ hở của cái viền màn hình cũng như cái viền nhựa. Và đôi khi là chúng ta sẽ thấy cả cái đèn nền ở đây. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ nhìn thấy cái đèn nền đó khi mà nhìn nghiêng như này và nhìn rất kỹ vào mà thôi. Còn lại thì cái tổng thể và cái thiết kế của nó khá là ổn. Về thiết kế thì Verse Pro Color không chỉ là một chiếc máy gọn và nhẹ đâu nha. Nó còn là một cái máy rất là cứng cáp cũng như là tiêu chuẩn chống nước IPX8. Đây là bốn cái nút cứng ở trên Verse Pro Color. Các bạn thấy chúng ta sẽ có những cái nút chuyển trang, nút quay về home cũng như là nút nguồn. Cá nhân mình thấy là những cái nút này có thiết kế rất đẹp, nhưng mà nó không thực dụng, ít nhất là trên chiếc Verse Pro Color này. Bởi vì với những cái máy đọc sách mà có nút cứng chuyển trang này, chúng ta sẽ thấy là cái vị trí của nó tối ưu nhất đó là ở bên trên hai cái cạnh này. Nó vừa với cái phần ngón tay để chúng ta bấm nút chuyển trang, nhưng mà với một chiếc máy nhỏ gọn như thế này và có nút cứng chuyển trang ở đặt phía dưới thì chúng ta sẽ rất khó để thao tác, trừ khi mà mình cầm máy ở cái tư thế như thế này. Còn lại thì trong cái khoảng thời gian mình trải nghiệm cái máy này, mình chủ yếu mình sử dụng cái cách chuyển trang trên mình cảm ứng mà thôi. Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với những cái nút này. Và cái trải nghiệm bấm với những cái nút này cũng khá là tốt, với độ nảy cao và chắc chắn. Khi mà mở lên các bạn sẽ thấy đây là cái màn hình của Verse Pro Color. Thì đúng như tên gọi, đây là một cái máy đọc sách với màn hình Kaleido 3, tức là công nghệ màu của E-Ink. Đây là một công nghệ rất là phổ biến mà tất cả những cái máy màu mình trên tay trước đây, từ của Books rồi là của Kobo, nó đều sử dụng. Cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái màu sắc nó được thể hiện trên chiếc Verse Pro Color này rất là tốt. Đây sẽ là một chiếc máy rất là thích hợp dành cho những ai có nhu cầu đọc truyện tranh hay là cần một máy đọc sách với màn hình màu. Mình lại phải nói lại về cái giới hạn của cái màn hình màu này cho những anh em nào đang tìm hiểu về máy đọc sách nha. Thì cơ bản là chúng ta sẽ có một cái máy đọc sách với màn hình đen trắng, nhưng mà nhà sản xuất bổ sung thêm một cái bộ lọc vào đây. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy, ít nhất là về màu sắc, nó sẽ thông qua một cái lớp lọc. Vì thế mà các bạn thấy là cái phần nền của máy đọc sách màn hình màu này, nó không chỉ riêng chiếc này đâu nha, mà tất cả những chiếc máy đọc sách khác mà có màn hình màu á, thì nó sẽ tối hơn một chút so với những cái máy đọc sách đen trắng. Mình đang để so sánh cả hai cái máy đây, các bạn sẽ thấy là cái nền của chiếc Verse Pro Color này nó sẽ đậm, nó sẽ tối hơn. Do đó là khi mà sử dụng chúng ta cũng sẽ cần bật cái đèn nền thường xuyên. Và cái đèn nền ở trên những cái máy đọc sách của Pocketbook nó hoạt động một cách rất là thông minh, nó có tính năng tự động. Mặc dù nó không có cảm biến môi trường ở đây để nó nhận biết ánh sáng, nhưng mà nó sẽ thông qua những cái profile mà nó sẽ điều chỉnh được cái cường độ cũng như là nhiệt độ màu. Thông qua cái profile màu này thì mình có thể thiết lập được cái đèn nền theo từng khung giờ khác nhau. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình đang để trong khoảng thời gian từ 7 cho đến 11 giờ thì cái đèn vàng nó sẽ hiển thị cao hơn một chút.
Như vậy thì cứ đến khoảng thời gian này mỗi ngày thì cái đèn vàng nó sẽ tự động nó tăng lên. Đó là cái hay trong cách điều chỉnh đèn nền và độ sáng của những cái máy Pocketbook. Ở cái giao diện chính thì chúng ta sẽ có những cái tab, ví dụ như là ứng dụng, ghi chú, cửa hàng hay là sách nói đây. Và cái máy này cũng có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nha. Và trong phần ứng dụng này chúng ta sẽ có một số những tiện ích khá là hay về game, về trình duyệt, từ điển hay là máy tính. Mặc dù nó không phải là một cái máy chạy hệ điều hành Android như là những chiếc máy của Books, tức là mình sẽ không thể nào cài thêm ứng dụng vào đây. Tuy nhiên thì với những tiện ích có sẵn này thì mình nghĩ là đủ cho nhu cầu đọc sách hay là sử dụng màn hình màu. Liên quan đến màu sắc thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ứng dụng đó là màu. Thì khi vào đây thì mình có thể sử dụng cái ứng dụng này cho trẻ nhỏ để chơi cũng khá là hay này. Tức là nó sẽ có rất là nhiều những cái bức tranh khác nhau và chúng ta có thể vào đây để tô màu theo cái phong cách mà mình muốn. Đây cũng là một cái tiện ích khá là hay nếu chúng ta mua chiếc Verse Pro Color này cho trẻ nhỏ. Nó không chỉ có thể đọc truyện tranh mà nó còn có một số trò chơi ở đây. Ở trong cái phần dịch vụ này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 3 cách để mà chép sách vào trong cái máy này thông qua Pocketbook Cloud cũng như là đồng bộ với Dropbox. Mình thì mình thường xuyên sử dụng cái Pocketbook Cloud này, tức là mình sẽ vào trình duyệt web ở trên máy tính, mình sẽ kéo thả những cái file sách vào đó và nó sẽ tự động nó đồng bộ vào đây, miễn là có internet. Bây giờ thì mình sẽ thử mở một cái cuốn truyện tranh cho các bạn thấy về cái khả năng hiển thị màu sắc của Verse Pro Color. Thì mình đánh giá đây là một chiếc máy đọc sách với khả năng hiển thị màu sắc tốt về độ tương phản cũng như là những cái màu sắc ở đây, cái cách mà nó thể hiện ạ. Và đây là một cái file PDF cho nên chúng ta sẽ có một số cái tiện ích về cách mà nó chuyển trang, về cách mà nó cắt lề ở đây. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tiện ích để cắt lề cho những cái file PDF này. Dĩ nhiên là chúng ta cũng thể tận dụng màu sắc khi mà đọc sách. Ví dụ như mình có thể highlight một đoạn ở đấy bằng màu sắc để nhìn cho nó sống động hơn. Cũng như là chúng ta sẽ có được những cái bìa sách với rất là nhiều màu sắc ở đây. Ok, đó là những cái chia sẻ và trải nghiệm của mình sau một thời gian mình sử dụng chiếc Pocketbook Verse Pro Color này. Tóm lại thì đây là một chiếc máy đọc sách nhỏ, gọn và có màn hình màu dành cho những ai có nhu cầu. Cái điểm mà mình thích ở chiếc máy này đó là một thiết kế rất là cứng cáp và có chất riêng của nó không giống như là những cái máy đọc sách khác ở trên thị trường. Chúng ta sẽ có một chiếc máy đọc sách với màn hình là 6 inch này, có màu sắc này và có tiêu chuẩn chống nước IPX8 cũng như là một số những cái tiện ích ở đây để chúng ta sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái game tặng cái máy này nha. Mình sẽ đặt một cái link Google Form ở trong cái phần mô tả đoạn video. Các bạn vào đó và điền đầy đủ những thông tin. Sau đó thì share cái đoạn video lên Facebook cũng như là like cái video và subscribe cho kênh của mình. Sau khoảng 2 hay 3 tuần thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn trúng thưởng nha. Chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc đoạn video tại đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo mình chia sẻ về máy đọc sách.